Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vào năm 2018, sự việc một khán giả bất ngờ tiến lên sân khấu để thông báo mất một cây vàng trị giá hơn 30 triệu đồng tại sự kiện của Phi Nhung đã gây chú ý suốt thời gian dài. Tại thời điểm đó, Phi Nhung rất khó xử. Dù không dính líu gì đến vụ việc, tuy nhiên cô đã chi 10 triệu đồng để giúp đỡ vị khán giả kia sau sự cố. Tưởng sự việc trên đã chìm vào quên lãng, Tuy nhiên cách đây ít phút, nữ ca sĩ đã viết status dài vô cùng bức xúc vì bị dân mạng đào lại chuyện cũ và đưa tin bịa đặt, vu khống. Chia sẻ bức ảnh chụp màn hình những clip có tiêu đề khá nhạy cảm như lộ hình ảnh Phi Nhung bị công an triệu tập vì trộm, Phi Nhung bị công an triệu tập vì vụ mất vàng nữ ca sĩ bức xúc lên tiếng, trời ơi thời đại 4.0 rồi, khán giả bà con cô bác bây giờ rất giỏi về thông tin mạng xã hội lắm nha, nên không vào đọc mấy cái tin nhảm như vậy nữa đâu. Các con của chị mới 4 tuổi nó cũng biết phân biệt thông tin nào đúng và nào sai nữa đó em, nên các em cố gắng học hỏi thêm nữa rồi mới ra trường nha. Chị bó tay luôn. Phi Nhung bức xúc khi bị nhiều trang tin giéo tên và bị đặt những thông tin làm ảnh hưởng đến danh dự. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ lên tiếng đáp trả cực căng trên mạng xã hội. Không chỉ Phi Nhung, nữ phan chân chính của cô cũng vô cùng bức xúc vì thần tượng bị lợi dụng hình ảnh để chiêu trò.